Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống An Nhiên. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Quý vị thân mến, ở một đất nước nông nghiệp như Việt Nam, cơm gạo là gốc rễ, là nguồn cội, đã góp phần nuôi lớn hàng ngàn thế hệ cha ông ta. Cho đến thế kỷ 21 hiện đại ngày nay, cơm vẫn là một loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của mọi gia đình. Cơm vốn mát lành và bổ dưỡng, nhưng có không ít những bà nội trợ vẫn thường mắc phải những sai lầm tai hại trong quá trình nấu cơm. Điều này không chỉ làm mất đi giá trị dinh dưỡng trong cơm, mà còn làm vô tình sản sinh ra một lượng lớn vi khuẩn, từ đó gây ra các triệu chứng ngộ độc như đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến việc tử vong đột ngột mà chúng ta không lường trước được. Sai lầm đó là gì mà đáng sợ đến vậy? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu thông qua video dưới đây. 6 sai lầm hầu như bà nội trợ nào cũng mắc phải khi nấu cơm. 1. Cơm chín xong không ăn luôn mà để trong thời gian dài. Điều này rất thường xuyên xảy ra, đặc biệt là đối với dân văn phòng, những người bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho việc nấu nướng. Nhiều người có thói quen nấu cơm từ sáng nhưng lại để đến chiều tối hoặc rất lâu sau mới ăn. Việc làm này không chỉ khiến cơm bị khô, cứng, ôi mà còn làm giảm đi một nửa lượng chất dinh dưỡng nhất định. Tốt nhất, các bạn nên ăn cơm sau khi bật nút ủ khoảng 10 đến 15 phút, đó cũng là lúc cơm ngon, ngọt và tươi nhất. 2. Chọn gạo có mùi quá thơm, quá trắng. Nhiều bà nội trợ thường mắc phải các sai lầm đáng tiếc, đó là thích ăn cơm có mùi thơm. Tuy nhiên, phần lớn các loại gạo này muốn có mùi hương đặc biệt, lưu lại được lâu thì đều có sử dụng hương liệu tạo mùi và giữ mùi. Các loại hóa chất này ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe hơn là các loại gạo tự nhiên. Ngoài ra, các bà nội trợ nào cũng thích loại gạo có màu trắng đẹp mắt. Thực tế phần lớn các loại gạo này đều bị xay sát quá kỹ, mất đi lớp cám bao bên ngoài, vốn chứa những thành phần dinh dưỡng tốt nhất của gạo. Phần gạo để ăn chỉ là lõi bột đường của gạo, do đó nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, huyết áp cao. Vì vậy, khi mua gạo, bạn nên chọn những loại có màu sắc và mùi hương tự nhiên, đặc biệt nên tránh những loại có mùi hương lạ hay màu trắng quá mức. Trước khi mua, nên bỏ nắm gạo trên tay để ngửi nhằm phân biệt gạo có sử dụng hóa chất tạo mùi hay không. 3. Vo gạo quá kỹ làm mất chất dinh dưỡng trong gạo. Vo gạo cũng không kém phần quan trọng so với việc chọn gạo. Thông thường, các bà nội trợ nào cũng cho rằng càng vo gạo kỹ càng thì càng tránh được các chất bụi bẩn và vi khuẩn. Tuy nhiên, việc làm này lại làm mất đi những giá trị dinh dưỡng trong hạt gạo. Trên thực tế, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn chỉ nên vo gạo nhẹ nhàng, cho nước vào nồi cùng với gạo, dùng tay khuấy đều để loại bỏ bụi bẩn, chấu nổi lên trên bề mặt, dùng tay nhẹ nhàng sàng lọc để lấy sạn, cuối cùng đổ nước đó đi, tránh vo sát gạo vào nhau sẽ làm mất đi nhiều dưỡng chất trong hạt gạo. Thông thường, chỉ nên vo nước khoảng 2 lần và chỉ nên khuấy kỹ lần đầu tiên, phần nước đầu này có thể bón cây hoặc rửa mặt đều tốt vì có nhiều chất dinh dưỡng. 4. Nấu cơm bằng nước lạnh. Việc dùng gạo nấu cơm bằng nước lạnh rất phổ biến ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nấu cơm bằng nước nóng sẽ tốt hơn nấu cơm bằng nước lạnh. Điều này áp dụng cho cả nồi cơm điện hay nồi gang đun bếp ga hoặc bếp củi. Bởi nước sôi vừa giúp gạo nhanh chín hơn, khiến thời gian nấu ngắn đi, vừa làm hạt gạo chín đều và dẻo hơn nhờ các chất dinh dưỡng ít bị mất đi. Nấu cơm bằng nước lạnh sẽ khiến hạt gạo trương lên và các chất dinh dưỡng đồng thời cũng tan ra trong nước. Nên nấu cơm bằng nước nóng, lớp ngoài của hạt gạo sẽ co nhanh lại và tạo thành lớp màng bảo vệ giúp hạt gạo không bị vỡ, nứt, từ đó các chất dinh dưỡng sẽ được giữ lại. Nấu cơm bằng nước sôi, đậy vung giữ nhiệt, tránh cho gạo tiếp xúc với không khí sẽ khiến lượng vitamin B1 được giữ lại nhiều hơn 30% so với cách nấu bằng nước lạnh. 5. Mở vung ngay khi nồi nhảy nút hâm nóng. Nấu bằng nồi cơm điện sẽ tự động nhảy từ chế độ nấu sang chế độ hâm nóng. Bạn không nên mở vung ngay lúc này, mà nên để chế độ hâm nóng khoảng 5 đến 10 phút, sau đó mới mở vung và xới cơm ăn. Nếu mở ngay khi cơm vừa chín, phần cơm trên sẽ còn hơi nhão. Bạn nên để thêm một chút để hạt cơm xê lại, ăn sẽ thơm và ngon hơn. Khi nồi cơm báo nấu xong, chuyển sang giữ ấm, bạn cũng có thể mở vung nồi, dùng đũa đào đều và đậy nắp lại để ủ đến khi nào ăn. 6. Không rửa sạch tay trước khi vo gạo. Đây là một trong những sai lầm nhiều người thường mắc phải nhất khi nấu cơm. Hàng ngày, đôi tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn và chất bẩn.
Thậm chí theo một nghiên cứu tại Mỹ, trung bình có tới 1.500 con vi khuẩn trú ngụ trên lòng bàn tay. Vì thế, việc không rửa sạch tay hoàn toàn có thể chính là con đường bạn truyền vi khuẩn vào cơ thể thông qua nồi cơm. Vâng thưa quý vị, đối với người dân Việt, cơm gạo đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Hiếm có một loại thực phẩm nào vừa giàu giá trị dinh dưỡng lại mang lại nguồn năng lượng dồi dào mà vẫn vô cùng ngon miệng và lành tính như vậy. Xã hội ngày càng phát triển nên việc nấu cơm đã trở nên đơn giản hơn nhờ có nồi cơm điện. Tuy nhiên không phải bà nội trợ nào cũng biết cách nấu cơm sao cho chính xác để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Trong phần tiếp theo của video, Sống An Nhiên sẽ chia sẻ một số mẹo nhỏ để nấu cơm ngon mà vẫn giữ lại được nhiều dưỡng chất tự nhiên có lợi cho cơ thể. Cơm gạo có thành phần tương đối đơn giản và lành tính, vì vậy việc nấu cơm tưởng như là chuyện dễ dàng nhất, nhưng lại đòi hỏi những yêu cầu tối thiểu để không ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Để nấu được nồi cơm ngon, đầy đủ các chất dinh dưỡng, các bà nội trợ cần lưu ý một số mẹo nhỏ dưới đây. 5 mẹo nhỏ để nấu cơm ngon, bà nội trợ nào cũng cần biết. 1. Dùng nước trà nấu cơm. Ngoài dùng nước trắng thông thường, bạn có thể dùng nước trà để nấu cơm. Nấu cơm bằng nước trà không những thơm, màu sắc lạ mắt mà còn rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Để nấu cơm bằng nước trà, bạn có thể dùng 0,5 đến 0,7 gram lá chè, ngâm vào 1 lít nước sôi từ 7 đến 8 phút, dùng vải thưa lọc hết bã, đổ nước chè đã lọc sạch vào bã và vo gạo sạch nấu như bình thường, đợi tới khi cơm chín là được. Tùy theo lượng gạo mà bạn có thể cho thêm lượng nước và chè phù hợp. 2. Luôn dùng nước sôi để nấu cơm. Thay vì sử dụng nước lạnh nấu cơm hàng ngày, bạn nên dùng ngay nước sôi để nấu cơm. Như vậy, những hạt cơm sẽ dẻo, các chất dinh dưỡng ít bị mất đi hơn, kể cả nấu bằng nồi cơm điện. Lý giải điều này, nhiều người cho rằng khi nấu bằng nước sôi, lớp vỏ ngoài của hạt gạo co lại, tạo lớp màng bảo vệ hạt gạo không bị nứt, vỡ. Còn nếu nấu bằng nước lạnh, hạt gạo trương nở, các chất dinh dưỡng cũng theo đó mà tan ra trong nước. 3. Không chắt nước cơm trong quá trình nấu. Khi nấu cơm, bạn hãy luôn luôn cho đủ lượng nước cần nấu. Tuyệt đối trong quá trình nấu cơm, hãy hạn chế việc chắt nước cơm bởi hành động này sẽ làm mất thêm lượng lớn các chất dinh dưỡng. 4. Không chà sát gạo khi vo gạo. Khi vo gạo, không nên chà sát gạo, nhất là gạn bỏ nước vo gạo quá nhiều lần vì chính thói quen này khiến các chất dinh dưỡng cần thiết trong gạo sẽ bị mất đi rất nhiều. Bởi vo gạo quá kỹ sẽ khiến hạt gạo chỉ còn lại phần lõi là tinh bột, lượng sắt kém bị mất đi đo đạc được trong hạt gạo trước và sau khi cơm chín là từ 79,9 đến 96,5%. Các vitamin nhóm B cũng bị mất từ 70 đến 95% trong quá trình xay sát và vo gạo. 5. Để nhỏ lửa khi cơm sôi. Khi cơm sôi hẳn nên vặn nhỏ lửa, đậy vung để giữ nhiệt. Bởi thời điểm này, bạn nên tránh cho cơm tiếp xúc với không khí vì đây là yếu tố phá hủy các vitamin. Cách này sẽ giúp lượng vitamin B1 được giữ lại nhiều hơn 30% so với khi không cho nhỏ lửa. Quy trình nấu cơm bằng nồi cơm điện ngon và chính xác nhất. Bước 1. Đong gạo chính xác. Hầu hết các loại nồi cơm điện đều có cốc đong gạo đi kèm để bạn có thể đong chính xác được cho một lần nấu. Với mỗi cốc có dung tích 150g gạo tương đương với 2 chén cơm, hoặc bạn có thể dùng lon sữa để đong gạo chính xác cho một lần nấu. Bước 2. Vo gạo sạch với nước. Một số loại gạo được nhà sản xuất khuyến cáo không cần vo vì trong gạo có một số dưỡng chất quan trọng như vitamin, sắt, vo gạo sẽ làm mất đi các dưỡng chất đó. Nếu như không có ghi chú nào, bạn có thể vo gạo sạch với nước để loại bỏ thuốc trừ sâu, bụi trấu. Lưu ý đừng vo sát quá để tránh làm nát gạo và mất đi chất dinh dưỡng. Bước 3. Ngâm gạo trong 30 phút để cơm chín đều hơn. Nếu như bạn có thời gian, bạn có thể ngâm gạo trong 30 phút để gạo nở đều hơn trong quá trình nấu. Việc này sẽ làm cho cơm ngon hơn, chín đều và không bị nát. Bước 4. Đong lượng nước phù hợp với lượng gạo. Nguyên tắc nấu cơ bản trong việc đong nước để phù hợp với lượng gạo là số bát gạo bằng số bát nước cộng thêm 1/2 bát. Đây là tỷ lệ vàng trong nấu cơm, hoặc các bạn có thể ước chừng bằng việc đổ nước cách gạo một đốt ngón tay. Bước 5. Thêm một ít muối, bơ hoặc dầu ăn. Việc này sẽ giúp cho cơm của bạn không bị ám màu, có vàng óng, hạn chế cơm bị dính, nhờ đó cơm có vị thơm và đậm đà gia vị hơn. Bước 6. Nấu cơm đúng quy trình. Sau khi đã vo gạo, cho thêm một tí gia vị, bạn lau bên ngoài lồng bằng miếng rẻ khô để đảm bảo bề mặt nồi khô ráo. Sau đó đặt lòng nồi vào trong thân nồi, xoay nhẹ sao cho đáy nồi tiếp xúc trực diện với mâm điện.
đóng nắp lại, cắm điện và bật công tắc. Bước 7. Ủ cơm trong vòng từ 5 đến 10 phút. Sau khi nấu xong, bạn chuyển nồi cơm điện sang chế độ giữ ấm. Lúc này bạn có thể rút điện ra và tuyệt đối không mở nắp trong vòng từ 5 đến 10 phút. Việc này sẽ giúp cơm khô bề mặt, chín đều và hạt cơm không bị dính vào thân nồi. Sau đó mở nắp xới đều cơm và thưởng thức một bữa ăn ngon. Chúng ta ăn cơm hàng ngày nên thường không để ý đến các giá trị dinh dưỡng đặc biệt mà món ăn này mang lại. Vậy xin mời quý vị khán giả cùng Sống An Nhiên tìm hiểu một lần nữa nhé! Giá trị dinh dưỡng của cơm. Cơm là thức ăn được nấu ra từ gạo kết hợp với một lượng nước vừa phải. Hàm lượng tinh bột trong cơm cung cấp dưới hình thức carbon hydrate, tinh bột khi vào dạ dày sẽ chuyển hóa thành đường và một chuỗi phân tử glucose kết nối với nhau, nhiều chất sợi. Đến 90% năng lượng cơm cung cấp chủ yếu là do thành phần cáp. Trong cơm có chứa protein dưới dạng các phân tử amino acid, chúng thành lập nên các mô bị tạo ra enzyme và chất kháng sinh. Bên cạnh đó, cơm còn chứa các loại vitamin có tên thiamin hay vitamin B1. Vitamin B1 có tác dụng hỗ trợ các tế bào thần kinh, hoạt động của tim và khẩu vị. Trong cơm còn có vitamin B2, niacin. Niacin cần thiết để phân tách chất glucose cho năng lượng và cho da, giúp hệ thần kinh ổn định hơn. Ngoài những cách nấu cơm chính xác và khoa học, việc ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày là đủ cũng là vấn đề đã và đang rất được quan tâm. Bạn thường ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày? Một bát, hai bát hay thậm chí là nhiều hơn từ 3 đến 4 bát? Có một số người lại ngược lại, họ nghĩ rằng ăn kiêng và không mấy để tâm đến việc ăn cơm, cho rằng cơm là không cần thiết nên đã cắt bỏ hoàn toàn thực phẩm này ra khỏi chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình. Điều này hết sức sai lầm và có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể cũng như sức khỏe của bạn về lâu dài. Vậy khẩu phần cơm mỗi ngày bao nhiêu là đủ? Cơm được xem là thành phần chính trong bữa ăn của người Việt, đặc biệt vùng nông thôn, người dân ăn rất nhiều cơm trong một bữa để đủ năng lượng làm việc. Tuy nhiên, ăn như vậy không hề tốt. Chúng ta không thể xác định được mỗi bữa nên ăn bao nhiêu cơm vì nó còn tùy thuộc vào nhu cầu hấp thu của mỗi người và lượng calo chứa trong các món ăn khác. Và theo nghiên cứu của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, nam giới trưởng thành mỗi ngày cần khoảng 2.500 calo, phụ nữ cần khoảng 2.000 calo để giữ cân nặng ổn định. Phụ nữ nếu mỗi ngày ăn 4 bữa thì mỗi bữa nên hấp thụ khoảng 500 calo. Nếu ăn cơm kèm với các món ăn khác thì chỉ nên ăn khoảng 1 đến 2 chén cơm là đủ, còn nam giới thì nên ăn khoảng 2 đến 3 chén cơm để đủ năng lượng hoạt động. Nếu ăn vượt quá lượng cơm cần thiết cho cơ thể sẽ dẫn đến nguy cơ bị bệnh tiểu đường rất cao do lượng đường trong cơm khá lớn. Cụ thể, theo nghiên cứu, những người ăn một bát cơm trắng mỗi ngày thường có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 11% so với người bình thường. Lượng carbon hydrate trong một chén cơm trắng cao gấp đôi so với một lon nước ngọt có ga. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tinh bột trong gạo trắng thường làm tăng lượng đường trong máu, khiến bạn dễ mắc bệnh tiểu đường hơn. Cụ thể, tụy là cơ quan sản xuất insulin để cung cấp đường cho cơ bắp, nhưng khi bạn ăn gạo trắng, đường sẽ được hấp thụ nhanh chóng khiến tụy phải làm việc nhiều hơn. Nếu việc này xảy ra thường xuyên, sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất insulin và hấp thụ đường trong cơ thể. Lượng đường tồn đọng trong máu gây hại cho thận và dẫn đến bệnh tiểu đường. Câu trả lời là không. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ hẳn cơm trắng. Thay vào đó, hãy cùng tìm hiểu cách ăn cơm trắng sao cho đúng, vừa cung cấp đủ năng lượng mà vẫn không gây hại cho sức khỏe. Vâng thưa quý vị, cơm tẻ mẹ ruột, việc ăn cơm là cần thiết để cơ thể luôn hoạt động tỉnh táo và tràn đầy năng lượng, ngay cả đối với những người bị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, thậm chí đang trong chế độ ăn kiêng thì việc ăn cơm vẫn rất quan trọng. Chỉ cần chúng ta biết cân bằng khẩu phần cơm, rau, hoa quả trong thực đơn hàng ngày thì chắc chắn cơm sẽ là thực phẩm vàng, mang lại nhiều dưỡng chất quý giá cho sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để theo dõi nhiều kiến thức hữu ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.